con diều căng gió. Ba, đừng uống nữa ba. Rượu. Ba sao vậy? Rượu ba đâu? Ba đừng uống nữa mà ba. Đánh ra rượu ba đâu? Ba đừng uống nữa mà ba. Dạ. Ba. Bác ba. Cậu đi ra khỏi nhà tôi. Nhanh lên. Ba. Ba sao vậy ba? Bác ba, con đã làm gì sai? Bác ba cứ cho con biết. Đi ra khỏi nhà tôi ngay. Đi ra. Ba. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi cấm cậu bước vô căn nhà của tôi. Cấm cậu qua lại với con gái của tôi. Biết chưa? Bác ba. Đi ngay. Con. Ba. Sao tự nhiên ba. Ba. Mày đi vô trong. Bà cấm con không được qua lại với cái thằng này. Nghe chưa? Ba. Bác ba. Phải có lý do gì chứ? Con đã làm gì sai hả bác ba? Cậu không có sai, nhưng tôi không bao giờ gả con gái của tôi cho cậu. Cậu đi đi. Ba ơi. Bác ba. Ba, có chuyện gì ba nói cho con nghe đi ba. Con và anh Hiếu yêu nhau mà ba. Con chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, hoặc là chọn ba, hay là chọn cậu này. Con chọn đi. Tại sao ba lại bắt con chọn lựa nghiệt ngã như vậy chứ? Cậu đi đi. Nhà này không có chào đón cậu đâu. Bác ba, nếu con có gì sai, bác cứ đánh cứ chửi con đi. Nhưng con xin bác, đừng cấm tụi con như vậy. Con yêu Trúc Trà mà bác ba. Không cần cậu giải thích. Cậu đi đi. Bác ba. Đi. Bác ba. Con. Ba. Đi vô trong nhà. Trúc Trà. Anh về đi. Đi đi. Bác ba. Tôi cấm cậu. Đi ra khỏi nhà tôi. Bác ba.